hàng chục ngàn nạn nhân động đất Haiti bị đe dọa đuổi ra khỏi nơi tạm trú, tin từ Port-au-Prince. Hàng chục ngàn nạn nhân động đất Haiti cách nay 3 năm đang bị đe dọa, bị đuổi ra khỏi các thành phố liều vải đang tạm trú và họ không biết phải đi về đâu. Ân xá quốc tế đã công bố một bản phúc trình trong ngày hôm qua, cho biết 1/4 trong số 320.000 người sống trong liều vải đang bị đe dọa, đuổi ra khỏi nơi ở. Số người bị chính quyền buộc phải rời khỏi liều vải ngày càng gia tăng. Lấy lời khai từ những người trong trại, ân xá quốc tế cho biết nạn nhân đã bị giới chức mặc đồng phục tấn công bằng gạch đá, chai lọ và dao vào ban đêm. Người dân bị đe dọa đuổi ra khỏi trại nhưng không biết trước thời gian bị đuổi. Tổ chức di cư quốc tế cho biết từ tháng 7 năm 2010, gần 62.000 người đã bị đuổi ra khỏi trại, trong đó có gần 1.000 gia đình bị đuổi trong năm nay. Bà Chiara Licori là nhà nghiên cứu của tổ chức ân xá quốc tế, tố cáo chính quyền đứng đằng sau việc xua đuổi. Cảnh sát và những người đi theo cảnh sát mang theo dao, mã tấu, phá các liều vải và đồ đạc của những người dân, sau đó đưa một chiếc máy cày tới săn bằng khu vực. Nhiều lần cảnh sát đã nổ súng để làm cho những người sống trong liều vải phải hoảng sợ, không dám chống cự. Chính phủ Haiti cho biết đang mở cuộc điều tra. Chính phủ Haiti đang thực hiện chương trình di dời người sống trong các liều vải tới những căn nhà đã được sửa chữa và đề nghị trợ cấp tiền thuê. Tuyên bố đã giúp làm giảm số người sống trong liều vải từ con số 1.5 triệu người trong tháng 7 năm 2010 xuống còn con số hiện nay, tức giảm được 80%. Tuy nhiên, ân xá quốc tế tố cáo xua đuổi bằng võ lực là yếu tố quan trọng mà chính quyền đã che giấu trong việc làm giảm số người sống trong các trại liều vải.